Bây giờ là 10 giờ sáng thứ hai. Mình đi ra ngoài khu vườn của bạn Châu để quay cho các bạn xem nha. Đây là cái giống như là một cái phòng ở ngoài để buổi chiều hay buổi sáng mình có thể ra đây mình ngồi uống cà phê. Mình có thể buổi chiều có thể ngồi đây uống vài chai bia với bạn bè. Nói chung của vườn cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, trồng những cái cây hoa đủ màu sắc hết các bạn. Ồ, cây này giống như cây cây lê quá. Đúng rồi, cái này cây lê nè. Ông xã của Châu là thích đánh góp nè. Ngay trong sân vườn sau cũng có một cái sân góp nhỏ nhỏ chút xíu thôi. 2, 3, 4, 5, 5 cái lỗ. Ở đây rất là yên tĩnh. Không khí rất là thoáng mát. Hôm nay trời cũng không có lạnh lắm. Có thể buổi tối thì lạnh, rất là lạnh nha các bạn. Đây cũng có hai cái ghế dài ra có thể mà ngồi phơi nắng, thưởng thức một ngày buổi sáng đẹp trời hay buổi chiều hoàng hôn. Là mình cưng lắm. Mình trồng mà mình không có ăn. Vì lý do mình trồng là mình thích thôi, chứ không phải là mình thành công là mình phải gặt hái nó. Đúng không? Thành ra cà để coi như là nó chuyển rồi, màu nó già, mình thành nó không thành, thành giống luôn rồi. Đúng, là rồi. Đúng rồi. Ồ, mấy cái trái cà này nhìn mấy xe nè. Yeah. Thích trái nào hả? Trời nắng này là cũng hấp dẫn. Cái này đúng là cà đi. Mình rất thích nha bạn nha. Yeah. Phần yeah. Này á. Anh Rick thì anh có hai quả hôi non rồi nhá. Anh Lâm thơm. À, khi mà Cindy đến đây đó, Cindy mới suy nghĩ là cái thời tiết ở đây nó rất là nóng, giống như là khi mình trồng cây đó mình rất là cưng, mà cái thời tiết nó khắc nghiệt quá, thành ra cuối cùng Cindy phải nghĩ ra một cách làm sao thay vì mọi người làm cái giường, đúng không? À, thì làm Cindy nghĩ ra là tại sao mình không có mua những cái giường mà họ bỏ đi, họ không cần xài nữa, rất là rẻ, có thể 30 đồng bạn có thể mua được. Rồi là bỏ trên cái gọi là garden bed, rồi cái này là bun bed, cái giường để cho rau và cái giường để che nắng. Bạn này hay vậy nha. Đúng không? ID hay các bạn có thể mua được những cái này. Bỏ thì mình mua rẻ mà có giá trị mà còn đẹp nữa. Mà nó mình không cần phải luôn. Trồng vàng, mình không cần phải làm vàng phải cực, nhưng mà cái này nó có thể. Cái này giống cái giường có giường tầng ấy. Đúng rồi. Coi như che sương gió nắng mưa rồi. Cái giường người ta bỏ cái nệm, người ta ngủ thì là mình mua cái giường để mà mình che chắn cái thời tiết nóng. Đúng rồi. Nóng lạnh đồ này đó. Mà nó cứng nữa nha. Vừa rồi á là những cái dưa Hàn Quốc đó. Đó nguyên cái vàng bên đó là dưa Hàn Quốc, vừa rồi là Cindy mới lấy ra. Có trái rồi đó. Có trái này nè. Có cái trái ở trong nhà màu vàng. Đúng rồi. Dễ thương ha. Rất là nhiều luôn. Nhiều lắm. Cây ớt này mà anh tối qua làm cho anh Andrew khóc nè. Ông ăn mà ổng khóc, ông chảy nước mắt luôn. Ăn cái miếng ớt xong ổng khóc, ổng ngồi ổng khóc luôn. giờ mới biết cái ớt này nó cái bé xíu à. Cây sung. Nhỏ có bỏ đó. Đúng rồi. Cây sung ở Việt Nam á là sung chùm. Cái này là sung nó rời rạc ra, nhưng mà cái này là hơi nịt tít nha. Ở trong nó màu vàng, nó ngọt, giống như màu vàng. Cây này là cây gì? Cũng là cây sung luôn hả? Cây sung nữa, nhưng mà cái cây sung này á nó gọi là có trái xanh nào quý vị. Nó rất là ngọt. Nó gọi là brown turkey, giống như nó cái màu giống như cái con gà tây. Gà tây. Cái màu. Ê, cái này là đậu bánh xèo được nè nha bạn. Đúng rồi. Cái mùa vừa rồi khi mà mình bắt đầu mùa xuân đó, mình trồng tất cả những cái này là đều rau hết. Sau đó mình gặt hái xong rồi thì mình trồng những cái khác xuống vào cái thời điểm nắng á. Nắng gắt. Mình thích cái cách bạn này trồng hoa nè. Nó rất là lạ.
Nhìn á thì mình thấy rất là thoải mái, nhưng mà nó được có cái sự organize của nó, được có sự là mạnh quá. Đây bạn Thịnh đang đang tập đánh golf. Anh Lâm vô. Nhắc ra mà nghe cái mùi thơm là mình thích. Yeah, good job. Tao thử một thằng cái coi. Kìa cái đằng kia kìa. Thử rồi. Thử rồi. Nhưng mà xin đi trồng nó gần là rất là cao. mạnh quá hơi mạnh. Bây giờ mình thi đua nha, mọi người được 4 trái. Anh là 1 rồi đúng không? 1 best of 4 nha. Để xa vậy đó hả? Cái này dễ quá rồi. 2 trái là anh được vô 1. Đâu đó cả nào đâu, 1 trái nữa đâu là thấy yêu đời. Chưa hả? Chưa. 2 hụt thấp gậy đúng không tí, anh cao á. Không được. Này phải đi cho anh An ảnh training lại nè. Anh Chiêu của mình thì bên nhà này có cái sự thời đầu thì bạn đứng xa vậy hả? Có vẻ khó khăn, nhưng mà bây giờ là quý anh của mình là có thể cũng giống như anh luôn á. Rồi tới tới anh Pro. Anh Vinh ơi. Phải. Ồ anh giữ cho ta. Đúng là một trái. Anh nhắm kìa anh. Đó. Bạn một quả thôi. Chết rồi. Almost. Yo wow. Còn trái nữa, còn trái nữa. Chưa vô chung đây. Nhanh lên. This one have to go the right thing, okay? Focus. 1, 2, 3. Yeah. Rồi. Tới lượt em. Go and beat him. Okay. Anh Vinh vào, anh Vinh. Alright. Thêm một bạn nữa. Bạn Thịnh. Yo. Dữ quá. Mạnh quá. Cố gắng một lần nữa. Yo. Sắp sửa được rồi. Yo. Khỏe quá. Bây giờ Thịnh phải nghiêng về hướng bên này tí. Right. Wow. Mạnh quá. Xin đi biết anh đánh không? Ok, bây giờ vô nhà mình, đừng vô nhà hàng xóm. Khỏe quá. Ok, anh Vinh. Yeah. Honey. It's your turn, anh Vinh. Yeah. Come on. Rồi, giờ các bạn sẽ xem anh Vinh. Xem góp thủ. Dạ, góp thủ nha. Đứng lên, đừng. Chơi. You want me to sit next to us so you can get in faster? Bạn Châu này chơi chiến thuật quá ha. Không được. Yeah. Right, anh Vin. Thiếu. Wow. Yếu sinh lý. Yếu sinh lý. Anh Vin. Yo. Anh Vin rung rồi. What's wrong? Okay. Rồi yếu luôn. Nó ngã nó bên này này, nó dốc bên này này. Nó dốc, bà xin đi bà. Trượt. Ổng canh ngay cái lỗ kia, ổng canh ngay cái kia không à. Không, ảnh thả đó. Tại vì honey, ảnh... I'm here for you. Wow. I'm the winner. Mỗi anh em vô đánh vào được rồi. Second round. Almost. Chân đứng im nha, không có move nha. Ok. Đứng im chân nha. Chỉ có đổ lần tay đầu tiên trong đời biết làm chuyện ấy. Nhẹ quá. Cái này quá yếu luôn nha. Phải có động lực. Đẩy cho bằng, gạt cho bằng. À, gạt cái anh hả? Gạt cho bằng. 2, 3. Vô. Đó. Cái này là boxing chứ không phải golfing. Mình thích bạo lực.
nhẹ rồi, nhẹ rồi. Không được, cái này phải cần thầy dạy mỗi ngày nha. Rồi thầy anh. Thầy đứng đằng sau. Bắt đầu thầy phải cầm tay. Kẹp chân. Đúng. Rồi thầy chỉ cho đánh. Rồi thầy ra sao chỉ đi thầy. Đây kiểu như thế này. Thầy chỉ từ đằng sau thầy chỉ tới. Đúng. Vô. Wow. Mạnh quá. Rồi. Không có thầy. Chị. Dạ, à, giờ tới mày, my turn, my turn. Dạ. Các bạn. Đánh vô đít banh, đánh vô cho banh á. Chứ đừng có đẩy banh, đánh vô cho banh. Nhất ra nhìn cỡ 10 cho banh, đánh vô cho banh. Giống như táo yêu á, gọi là táo yêu á. Đó, đó ưỡn trước, cưỡng sau. Tay thẳng ha. Sát tay vô nhau. Sát ra luôn. Hai cái tay chụp lại. Hai cái tay này có nhiều khi nó sát vô nhau như vậy nè. Đó, sát vô. Và đánh mỗi vai. Đánh vô cho banh. Đánh vô cho banh mà không ngóc đầu lên. Rồi, một. Nhìn thẳng cái banh, đánh cái banh luôn rồi mới nhìn mặt, nhìn lên. Đúng rồi, đi một ngày đã. Coi như là tán yêu đó. Mạnh quá. Wow. Cần nhầm camera đấy. Mất camera luôn. Anh mất camera luôn. Mất camera, mất tín hiệu luôn. Dữ quá. Đây lần đầu tiên mà, thông cảm đi. Cái gì đừng có nhìn, đâu có nhìn nó đâu. Ôi ơi. Đừng tán mạnh nha. Đừng tán mạnh, đúng rồi đó. Tán yếu quá mạnh. Nhẹ rồi. Nói tới yêu là yếu rồi. Đủ lực. Hôm qua được có một bài học chuyên nghiệp mà. Bây giờ refresh lại. Chi đẹp. Chi đẹp refresh lại. Rồi. Đó. Mình tập để dùng cái. Vô. All in one. Right. Yeah. Ồ, oh, wow. Đó được rồi đó. Được rồi đó. Được. Chỉnh lại chút xíu. Bước tới chút. Ỉn cái đít chút xíu. Đó. Được. Cái đầu gối khắp vô. Gập vô. Đó. Đầu gối khắp đó. 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 Quất nhẹ nhẹ thôi nha. Không biết đánh gốc hay đánh gì đây ta. Đó. Wow. Được. Cái này ghiền anh chưa ơi. Chắc là mai mốt cho em đi theo nha. Đi theo rồi ghiền đó. Nói rồi. Mình cần phải luyện tập cái lực á. Tại vì cái gì chơi cũng phải luyện kỹ thuật nữa. Cindy ít có ra đây lắm để cho ông xã. Ờ. Để cho anh xã ảnh chơi thành ra. Wow. Rồi, xong rồi. Thank you so much. Đẹp ơi. Đẹp ơi Anna. Thank you guys. Đẹp ơi. Somehow and my beautiful friend. Thank you so much. Yeah. This is dinner, breakfast. Yeah. Thank you very much. Goodbye, cả nhà. Good time, good food, good time, and good company, yeah. Friend, yeah. Good friend, good 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 time. And you have a new day. Energy, good energy. And Vin. Vin Phá. And Vin Phá. Vin Sâu. Vin Phá. Vin Sâu. Vin Sâu. Because right. He's not Vin Phá yet. That's why he said that. Yeah, VinFast become VinFast. Yes. And we need to give him a call so we have a VinFast deliver. Oh, nice. Yeah, yeah. Okay. Special. Yeah. Special deal. Yeah. Bạn. Anh Vin, what you get for me? Yeah, bring it. Oh, A lot of fruit. Hey, đồ anh Vin tặng đây. Trên đường đây đó. Nó thấy sẽ hơn, thấy nhìn nó hơn, giống như là nhìn anh Vinh hơn nha xem. Đấy, giống như là đàn trai. Chuối là bước ra. Nước nè. Táo nè. Nhớ phải nhận thấy trái cây để cho bà đi trên đường tiếp tục. Được rồi. Ok. Em chỉ còn là về thân thể thôi. This is all the love in it. You can tell. Yeah, thank you. Tình cảm của hai của vợ chồng. Mình được chủ nhà tặng cho cái Volatone.
Louis Vuitton, nhưng mà mình thích vậy á, mình thích khác người. Cái gì vậy? Mình sẽ mua thêm một cái nữa để lấy cho hai chị em. Rồi bây giờ mình qua gì nha. Vợ chồng Châu với lại anh Rich này rất là nhiệt tình, vui vẻ, tiếp đón đoàn rất là nồng hậu. Nói chung là tới nhà của ai cũng không muốn về hết đó. Nhưng mà sorry, vì cuộc sống mình phải về. Cuộc hành trình vẫn còn dài. Cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay. Đúng rồi, cuộc vui nào cũng phải chia tay. Nhưng hy vọng là mình sẽ gặp lại trong thời gian tới. Có duyên sẽ gặp lại thôi. Mình chưa quay một giờ mà. Đây là căn nhà hôm qua tối mình đến là, mà tối quá không có thấy nha. Bây giờ quay lại cho các bạn xem. Đó, toàn cảnh căn nhà và cái khu vực đây rất là gọi là Horizon, là tiếng Việt. Mang trái cây, mang chân trời, nước uống cho. Món này tiếng Việt gọi là chân trời mới. Chân trời mới. Đối với vợ chồng mình. Wow. New Horizon ha. Rất là yên tĩnh và sạch sẽ. Đây là căn nhà phía trước của nhà bạn Châu nè. Đúng rồi. Nhìn rất là đẹp. Hôm qua thì tới đây là buổi tối. Ở trong đây có open house kìa. Có nhà open house kìa. Kìa đó hả? Mình đi qua Paso kìa. Ngay thành phố. Mình đứng đây nè, chụp tấm hình nè. Đó, Paso. Đây. Paso đeo. Đeo cái bụt dưới nước ở của thành phố này. Cái nhà mình chuẩn bị lên đường. Bây giờ là 10 giờ 22 phút rồi. Vẫn còn lưu luyến, chưa ai muốn đi về. Bệnh rịnh lắm, muốn ở lại chơi với bạn Châu tiếp tục. Nhưng mà cuộc vui nào cũng tàn, mình phải đi về lại Cali để cho kịp cuộc hành trình thứ tư về tới Cali đó. Nên chúng mình phải lên đường. Thịnh có đủ rồi hết chưa? Không hết rồi chị ơi, đi thôi. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi lên đường. Thịnh nha. Thịnh bấm chỗ nào mình tạm biệt. Không muốn tạm biệt. Nhưng mà mình phải tạm biệt thôi. Xin chào. Quay lại hai chiếc xe, quay lại VinFast. Anh VinFast đây. Xin chào em. Xin chào em. Goodbye my love. Hẹn gặp lại em ở Cali. California. I will see you in California. Okay, do this. Vin. Okay. Bye, Vin. Bye, see you. Okay, bye, bạn. Bye, Vin. Okay, thank you. It's work, baby. You have goodbye, my love. Be safe. Có anh mà tới. Thôi, bây giờ mình lên xe nha. Cùng. Bây giờ mình phải đi về lại Cali. Cali trên đường. Đường về còn phải 2 ngày nữa tới Cali nha, các bạn ơi. Ok, bye anh Vin, bye bạn Châu. Bạn anh Vin nói là see you on YouTube. Coi như là hai bạn này là theo dõi video every minute. Coi như là cái video nào mới bỏ lên là cũng theo dõi. Đi thôi. Bye bye. Bye. Hai bạn đi ra cái bệnh rịnh. Không muốn mình về, nhưng mà mình phải về thôi. California thẳng tiến. Đây là đường đi ra ngoài. Đi về, đi sạc pin xe. Rồi sau đó mình sẽ đi tiếp tục. Khu vực nhà ở đây. Nhà cũng mới mới không à. Không biết là xây năm nào. Khu này để chị coi lại. Và xây năm cái nhà này của chị xây năm 17 mà. Ồ vậy là mới. Mới mà. À. Năm 2017 nhà mới. Xây
tường thôi, chứ không phải thay... Tại ở đây... Chứ không phải là bằng gỗ như bên... Lạnh. Còn là đập đá.